anh em bắt đầu nghe thư ông Vinh. Ông Vinh Đức, khu 2, Tân Tiến, phó khu, đúng không? Đây ông đọc đi. Đấy. Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả trong cả nước. Hôm nay là một ngày đẹp trời của cuối năm 2020. Cụ thể là ngày mùng 2 tháng 12 dương lịch. Nhà thơ Hạ Đình Vinh. Với cảm xúc khi ngồi dạo chơi trong nhà Bắc Công Yến, thôn Hạnh Phúc, được gặp gỡ tất cả mọi người, đi giao lưu và bản thân tự sự gặp những vần thơ viết về quê hương. Tôi là Hạ Đình Vinh, đang sống ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lộc Rành Mạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bá về đó à? Tôi có viết về những vần thơ viết về thôn như sau. Bài thơ có tựa đề Thắm Sắc Ngát Hương. Tự hào thành tích thôn ta, vang danh Tân Tiến bay xa mọi miền. Triệu Đề đất mẹ dịu hiền, con người yêu nước thiên nhiên đất trời. Trải qua thế hệ bao đời, truyền thống anh dũng khắp nơi chiến trường. Hòa bình xây dựng quê hương, thăng say sản xuất gạo thơm trắng ngần. Chăn nuôi phòng dịch chuyên cần, lai tạo giống mới, góp phần tăng nhanh. Dịch vụ đa dạng đa ngành, vườn cây ao cá, bức tranh diệu kỳ. Nhà tầng, xe máy, tivi, giao thông tiện lợi, đường đi lối vui chơi, văn nghệ hội hè, nhà văn hóa đẹp, thôn quê đàng hoàng. Phát huy nhà thơ đấy, Hồng Tơ ạ, Hồng Ngọc Bá Tơ ạ. Tuổi già kinh nghiệm, bảo ban thấu tình. Mặt trận gìn giữ an ninh, loại trừ tệ nạn, thôn mình giữ nghiêm. Vận động công sức đồng tiền, sửa nhà tình nghĩa, thắm duyên cộng đồng. Bốn mùa xuân hạ thu đông, cây xanh tỏa mát, cánh đồng bội thu. Nhân dân lao động cần cù, nhớ ơn đảng bác đầu tư học hành. Quê hương đẹp tựa bức tranh, vườn hoa Tân Tiến chịu cành ngát hương. Xin trân trọng cảm ơn, kính chúc toàn thể quý vị ông một bài nữa ông ơi, chúc sức khỏe. Không không, chúc được, chúc được, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Và nhiều anh em mới xem quá, ông cho một bài nữa đi. Tiếp theo, vừa rồi thôn Tân Tiến xã Triệu Đề, mình xin lỗi là có nãy đã nói rồi, được là xây dựng thôn kiểu mẫu. Tôi viết bài thơ trong khi đó là ở sở đã cử về ngày 23-24 tháng vừa rồi, truyền đạt lại những cái tiêu chí về nông thôn ở thôn chúng tôi mà ở sở, tức là ở trên tỉnh đã cử cán bộ về để truyền đạt cho bà con nhân dân thôn Tân Tiến. Tôi có tự sự bài thơ mà trong khi đó thì là ở thời điểm đó là đặc biệt là đang chống dịch Covid. Chính vì vậy cái chiến tranh Covid là vi trùng thì nó không có khác với các thời xưa, như là ông cha ta 4.000 năm lịch sử, con cháu của Hùng là gậy tầm vông, giáo mác từ thô sơ, xong qua các cuộc chiến tranh thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Nhật, thắng quân bành trướng, đều là những chiến tranh mà sát thương. Nhưng bây giờ chiến tranh vi trùng thì không có tiếng súng mà coi như nó rất nguy hiểm. Tôi tự sự viết bài thơ có tựa đề Cổ Tích Việt Nam. Đúng rồi, đấy bài được đấy. Quê hương mình đẹp lắm tựa bức tranh, đấy. Tân Tiến thôn quê trở thành điểm sáng, nơi cội nguồn cha ông ta vắt sạn. 500 anh em xem nha và like nhá. Cả xương máu bao đời
ơi tình quê làm rạng rỡ tình người. Ôi, ông Vinh ông mới làm cái đời, ông hát cái đời lo cho nhiều người xem. Dạy, thấm vào đất và thấm vào dòng chảy. Một làng quê mà vĩ đại nhường nào. Chủ đề thân thương tình nghĩa dạt dào. Đó. Dưới cơ đảng, kẻ thù nào cũng thắng. Đường trong tim Bác Hồ luôn rọi sáng. Thôi thúc lòng ta xã tặng anh hùng. Lịch sử sáng ngời thắng Pháp kẻ thù chúng. Mỹ cút chạy, Nhật cùng quân bành trướng. Ta tiếp bước hòa chung hồn dân tộc. Để trồi xanh thắm lục biết xuân về. Giặc vô hình gây tăng tốc đáng ghê. Covid kia từ bề tràn đến. Cả thế giới tử vong đang diễn biến. Ta chào chân tình nhá. Cao, sống đến vững chèo. Đại dịch năm châu nguy hiểm đã vào. Mỗi người dân chấp hành sao cho đúng. Giặc Covid chiến trường không tiếng súng. Mà gian lao oanh liệt vô cùng. Ngày mai kia tan dịch lại tưng bừng. Tiếng trẻ thơ vui đùa mừng đến lớp. Chào mãi mãi nhá. Sống thôn quê càng thêm thôi thúc. Xây dựng quê hương hạnh phúc trang hoàng. Tiếng thơm quê ta, tiếng thơm lan tỏa. Bản sắc đậm đà, khúc hát tráng ca. Tân tiến thôn ta xứng là kiểu mẫu. Vinh dự tự hào, yêu dấu quê hương. Người giảng viên không quản ngại sớm hôm. Truyền kiến thức toàn dân đang chống. Chào Huệ Nguyễn nhá. Dân theo đảng là mục tiêu về đích. Hạnh phúc muôn nhà. Wow, hay. Cổ tích Việt Nam. Hay. Chân trọng cảm ơn. Làm bài nữa đi ông. Đang có nhiều người theo dõi quá. Ông làm bài nữa đi. Làm bài nữa đi cho nó ấy đi. Đang mấy trăm anh em theo dõi rồi. Sau đây tôi sẽ viết những bản thơ rất là quê của bản thân tôi, kính tặng về sát Triệu Đề. Bài thơ có tựa đề Quê Mình. Triệu Đề mảnh đất thân thương phía Nam. Hát hay lắm mãi mãi ạ. Tiện đường vào ra gần sông có đáy hiền hòa. Tháng năm phủ lượng phù sa cho đời. Ai về nơi ấy quê tôi thính thang đường rộng cuộc đời khác xưa. Lung linh điện sáng bốn mùa, dân yêu lao động ngày xưa. Được rồi, tí nữa bác các đọc bài cầu Vũ Hậu cho nhá. Che sông sản xuất hàng năm, giao lưu chợ huyện, bạn hàng gần xa. Công trình trụ sở nguy nga, nghĩa trang liệt sĩ đậm đà khói hương. Sân chơi vận động bên đường cũng giúp càng thấy quê hương tuyệt vời. Khu trường mẫu giáo tinh khôi, vườn ươm hạt giống cho đời nở hoa. Các trường cấp 1, 2, 3, trường từng đạt chuẩn quốc gia đàng hoàng. Quan tâm sức khỏe dân làng, vào khu trạm xá, khang trang, tận tình. Những ngày kỷ niệm meeting, mừng xuân, mừng thọ, nghĩa tình xiết bao. Dần Nguyên ở đấy, nhà thơ đấy Dần Nguyên ạ. Bây giờ lưng lẫy, tầng cao cũng nhiều. Ơn sâu, đảng, bác kính yêu, quê hương đổi mới, sớm chiều vui thay. Mọi người, chung sức, chung tay, quê hương đất nước, càng ngày, càng xuân. Xin hết. Bài cầu Vũ Hậu đi, đang có quý khán giả đang muốn là ông hát bài về cầu Vũ Hậu, là một cái thơ về cầu Vũ Hậu. Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Vừa rồi theo nhu cầu của khán thính giả là mãi mãi đang là bác Vinh ơi bác đọc bài về cầu Phú Hậu. Vừa rồi khánh thành cây cầu Phú Hậu. Đấy. Mà ngàn đời nay dân Lộc Thạch của quê hương chúng tôi và cả huyện Lộc Thạch cũng mơ một cây cầu và bây giờ trở thành hiện thực. Vừa rồi khánh thành thì tôi cũng tự sự viết bài thơ có tựa đề
Tôi và anh Lân là ra thăm cây cầu. Anh Bùi Thanh Lân, hiện nay anh là Thu Minh ở thôn Vọng Sơn. Hai anh em ra gặp gỡ và được chứng kiến khánh thành cây cầu Phú Hậu. Tôi có tự sự viết tại trên cầu bài thơ có tựa đề Gặp gỡ trên cây cầu Phú Hậu. Tắt tắt điện thoại đã, từ từ nghe ông ơi. Nó mất hay đi, đúng rồi. Nó đang có chương trình người ta, người dân, người quý khán giả, quý thính giả đang 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 xem, cho nên là bài thơ có tựa đề Gặp gỡ trên cây cầu Phú Hậu. Vi vu gió thổi đồng đông, có hai người lính thong dong trên cầu, ung dung nhìn xuống sông sâu, lung linh bóng hiện sắc màu áo xanh. Đất trời hiện cả bức tranh, đang ở dưới thôn Hạnh Phúc dần Nguyễn ạ. Trở thành anh em, anh Lân cười nói đan xen, huynh bên cạnh tình thêm mặn nồng. Ngày xuân lan tỏa mênh mông, vẳng nghe giọng hát má hồng mỹ cô. Du dương anh thả ok mãi mãi ơi. Khác có bài đấy đấy. Ước mơ cả đời. Buổi tối hôm nay là dành cho mãi mãi đấy. Khắp muôn nơi chiến binh từng trải, cuộc đời hiến dâng. Tuổi trẻ khi tổ quốc cần, một lòng ơn đảng góp phần dựng xây. Hôm nay chào An Vũ nhá, An Vũ nhá. Bên tình đồng đội ngắm cây cầu này, rượu chưa kịp uống đã say, quê hương tràn chứa tình đầy sắc xuân. Xin hết chân trọng. À, còn một bài nữa là theo quý khán giả, là theo quý khán giả là đang muốn đọc cái bài là triển lãm hoa cây cảnh năm 2011. Đấy. Tiếp theo theo yêu cầu của khán giả, tôi sẽ đọc bài thơ Về Với Quê Tôi. Đấy. Năm tháng 3 năm 2011. Bài thơ có tựa đề là Về Với Quê Tôi, sau đây được kính tặng khán thính giả. Mùa xuân Tân Mão thật diệu kỳ, thiên nhiên hòa quyện cảnh nên ok mãi mãi đi. Người thân tuổi mới lòng hoan hỉ, vắng cảnh say tình những chuyến đi. Hội sinh vật cảnh sát chợ đề, tinh hoa muôn sắc một làng nghề. Với bao trí tuệ cùng công sức, mái ấm trung hòa cảnh đam mê. Dáng thế trực huyền xung xuê tán, long quần phương múa tựa rồng bay. Múa tí tứ đấy. Linh đó, mình ẩn trong tứ quý, bách thiên dáng đẹp các loài cây. Khen ai khéo tạo trên dương thế, biết bao thế hệ vẫn lưu truyền. Hội sinh vật cảnh càng phát triển, làm đẹp cho đời thắm nhân duyên. Du khách gần xa về hội ngộ, tỏ lòng tâm đắc những ước mơ. Hòa cùng cây cảnh quê tôi nhé, tình mãi bền lâu chẳng bến bờ. Xin hết trân trọng cảm ơn. Và lại cái quý khán giả lại có cái bài là đọc về là cựu chiến binh. Đấy. Em ơi, sau đây tôi tiếp tục và đọc bài thơ gì à? Trận tuyến hôm nay. Em đang ở nhà. Đấy. Em đang ở nhà đi thăm lúa. Có một thời tuổi trẻ đã xông pha trên chiến trường, hát bài ca người lính. Dẫu khốc liệt đạn bom rơi của địch, ta tự hào lập chiến theo yêu cầu của bác Mai Mai nha. Bác Mai Mai cứ có thích bài nào cứ bảo bác Vinh đọc nhá. Thành một mối. Bác Vinh bảo hôm nay là tuổi chỉ dành riêng cho Mai Mai thôi. Đường sôi nổi bởi trong ta anh bộ đội cụ Hồ. Về đời thường quyết mai anh xây xem đi nhá. Xây quê hương trong từng giờ đổi mới. 19 tiêu chí đảng ta chỉ lối, cựu chiến binh gương sáng lại đi qua hải quá đi vào lòng người. Những bông hoa vẫn tỏa sắc muôn màu,
đã kết tụ trở thành rừng hoa đẹp, bước quân hành trên con đường hội nhập. Bản tình ca Bác cùng cháu hành quân quá hay. Cảm ơn. À, cái bài cái gì mà ông hôm đấy ông đọc rồi chứ, ngủ hôm đấy đã, ông cứ bình tĩnh cái bài đi. Thế nhưng điện thoại ông cứ ngủ hôm đấy con á, thính giả nó đang rất là yêu cầu rất là nhiều. Thế mấy ông ơi, ông cứ điện thoại đấy ông điên đi, ông điên đi, xong đoạn lại diễn tiếp cho rồi yêu cầu quý khán giả đây đang bảo rồi 500-600 rồi này. Bác Vinh cho em Hùng Huy Hùng bài viết về đón bằng văn hóa thôn Tân Tiến. Đấy. Bài ấy thì cũng lâu lâu rồi. Nó quên mất à? Tôi nghĩ lại đi ông, nghĩ lại một tí đi. Ông xem những bài gì ông nghĩ ông đọc cho quý khán giả nghe đi. Bài ấy rất lâu lắm rồi, từ 2006. Bài ấy thì nhớ không hẳn. Thì không hoàn hảo được, được con nào ông đọc con đó. Có cái bài về nào? Có bài về biết nào? Thơ thì cũng nhiều lắm, nhiều. À, bây giờ viết về anh Chú Bích. Đúng rồi, bài đấy hay, đúng bài rồi. Thơ tôi viết về anh Thương Bích thì có tựa đề là gặp gỡ những anh thương binh mà các anh đã mất mát trong cuộc chiến tranh về với đời thường. Chúng tôi có tự sự khi chúng tôi là cho ông Đạt chia sẻ cái nhá, ông Minh chia sẻ cái nhá. Được gặp các anh thương binh thì những năm kháng chiến chống Mỹ là những thời kỳ ác liệt mà chúng tôi thì không được tham gia, chúng tôi chỉ có tham gia biên giới. Chính vì vậy được gặp các nhân chính chứng lịch sử, các anh thương binh đã để lại một phần xương máu cho Tổ quốc và bây giờ trở thành những anh thương binh. Như lời dặn của Bác Hồ là thương binh tàn như không phế. Đấy. Tôi có viết bài. Bài thế ông cả đọc cho khuyên giả nghe thì nói chuyện làm gì nữa. Anh thương binh. Gặp lần đầu tôi được biết về anh là ký ức chiến tranh còn gợi lại. Được gặp anh động trong lòng tôi mãi. Cuộc chiến xa rồi, mất mát còn dài. Trên xe lăn anh đang kể về ai đã được sống trong những ngày khói lửa. Đồng đội hy sinh không còn về nữa. Một phút nén lòng xúc động rưng rưng. Những người bạn anh, người mất người còn, người may mắn trở về thân không lành lặn. Những chất độc à, nghe thưa ông ơi, dioxin quái ác, mơ một đứa con. Ok Khổng anh ơi, mãi mơ hoài. Lại có những người thương tích kéo dài, cơn ác tính tâm thần khi trái nắng. Kể về thương binh nhiều điều kỳ diệu lắm, vẫn vượt lên hòa nhịp sống cộng đồng. Mặc cái thương bác đau Vinh lập bài tiếp chiến công qua đồng nội thương binh càng nở rộ, biết làm giàu và đẩy lùi nghèo khổ và làm theo lời dặn của Bác Hồ. Ok đi mai mai ơi, rằng những không phế bao giờ vẫn yêu thương tràn ngập những ước mơ, vẫn hồn nhiên như thời còn trai trẻ, vẫn hào hùng trào dâng lên mạnh mẽ. Chiến công nào gương sáng có thương binh. Đấy, bây giờ này quý khán giả đây, bây giờ có yêu cầu bài này nữa này. Bác Vinh ơi, đọc đọc bài mà bác viết về bác yêu và tán chị Tức. Chị Đức. Chị Đức vợ anh. À. À, được rồi. Đấy, bài ấy. Thôi cũng là LB. Rất là vui. Cách đây được 20 năm đã qua, tôi lấy người vợ của tôi là Nguyễn Thị Đức, quê hương ở thôn Quan Tử, xã Sơn Đông. Vâng, thì theo yêu cầu thính giả thì tôi sẽ tâm sự một chút riêng tư của chính mình. Tôi viết tặng cho vợ tôi bài thơ là tặng em. Vợ chồng chung gối chung giường, chung niềm hạnh phúc đời thường có em. Ngày qua ngày, đêm nối đêm, tình em sâu nặng ở bên anh cùng dòng sông cầu Bắc đi chung, con thuyền vững lái em từng vượt qua.
tình yêu kết trái đơm hoa, đượm trong ký ức chan hòa đời anh. Gần sườn đấy Cẩm Minh ơi. Đời anh. Cứ bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh, thật bình tĩnh, suy nghĩ cho nó ấy, đọc cho nó đi vào lòng người. Khi mà đọc cái này thì nó lại hơi... ở trên đấy thì nó lại có người khác đang đọc thì nó là... đúng rồi, nó hơi bị rối. Xin lỗi quý vị nhé. Là... em là một khoảng trời xanh, mây hồng gió mát, bức tranh diệu kỳ, tâm hồn ngọc sáng pha lê, dáng em in đậm dáng quê nghĩa tình. Em là một đóa hoa xinh, mùi hương thơm ngát bình minh tỏa vào, vợ chồng hạnh phúc biết bao, bên em anh rất tự hào bản thân. Ôi dồi ôi dồi. Đầu năm anh tặng nụ hôn, đó gần 1.000 like rồi ông ơi. Mãi còn trong ta, cuộc đời là bản tình ca. Không ngờ ông sang tay đón nhận anh hòa vào em đấy. Có à, nhiều này bài thơ thì... sư phụ của anh đấy đấy, sư phụ này, sư phụ của anh đấy, có ghê không? Nguyên giả nhiều thơ thì đọc thì giờ đến đêm cũng không biết được. Ủa thế ông mà... mày làm một bài nữa về hôm nay thì nó cũng là một dịp ấy thôi, chứ để bao giờ nó có lộn chọn lọc về đang... bắt vé chữ đọc bắt... bài thơ của năm nay bắt vé chữ huyện. Bài thơ bắt vé chữ huyện. Đấy, quý khán giả xuất tinh, ông thấy không? Đấy, ông phải lấy bài thơ đấy, được cái máy mai á. Bác Vinh, bác ấy bảo hôm nay là phục vụ máy mai. Phục vụ bác Hùng. Đấy, Phạm Hùng ở Làng Bèo. Bác Hùng đấy, bác Hùng bác ấy đang yêu cầu ông Vinh, ông ấy... trình bày theo ý kiến của chúc mừng năm mới xuân kỷ xuân canh tí hai. Thế nhưng bài thơ về Triều Huyền, bắt vé Triều Huyền có không? Bài có bài đâu không đọc à? Không đọc à? Cảm ơn. Đọc bài chúc mừng năm mới thôi. Đọc bài nghệ nhân Nguyễn Hạnh mà nghe. Đọc bài nghệ nhân Nguyễn Hạnh đấy, phải bài đấy nữa. Nguyễn Hạnh à? Ừ. Nghệ nhân Nguyễn Hạnh thì bây giờ là cũng quên mất vài câu rồi. Quên mất vài câu rồi Nguyễn Hạnh ạ. Được tất cả. Như bài gì, bài về năm nay, bài năm nay đi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới được. Năm 2011 tới 21. Sắc thắm hoa đào. Lát mưa dịu. Ok bác Huy Hùng ơi, Hùng ơi. Hương quê. Mừng xuân canh tí đã về. Lâng lâng tâm dạ say mê thoảng lòng. Mừng Đảng hội nhập thành công. Nhớ bác sống mãi trong lòng quân dân. Mừng già vui khỏe ân cần, mỗi người thêm tuổi mừng xuân yêu đời. Hoa xuân khoe sắc mọi nơi, tiết xuân xen lẫn nụ cười hân hoan. Chảy xuân việc hội việc làm, xây nông thôn mới ngày càng phồn vinh. Giúp nhau ân nghĩa trọn tình, đoàn kết lối xóm văn minh cộng đồng. Tấm lòng trải rộng mênh mông, vẫn xây, vẫn dựng, ta trồng, ta ươm. Đồng lòng xây dựng quê hương, chịu đề vững bước trên đường tiến lên. Xuân về, hòa quyện trao duyên, hương tình lan tỏa, mọi miền gần, xa. Xin hết trân trọng tạ ơn. Với vài dụng cụ đơn giản, câu đầu, với vài dụng cụ đơn giản, câu đầu. Quý khán giả bây giờ cứ muốn gặp bài về Nguyễn Hạnh. Để lúc khác. Ôi trời. Thế bây giờ họp thì bây giờ. Về họp bây giờ đây nhiều cuộc điện thoại rồi. Bây giờ thực ra. Bây giờ xin lỗi khán thính giả rất yêu Hạ Đình Vinh, nhưng mà hôm nay là bận họp hội ý chi ủy, cho nên là có một tí, cho nên là. Cháu báo cáo cho. Cháu báo cáo cho. Cháu điền cho sếp và báo cáo. Chúng ta sẽ làm một đề tài. Bây giờ đang có 5-600 anh em đang xem đây này, ông thấy không? Ông thấy không? 5-600 anh em đang xem đây này, người ta rất là bài học đốt, bài đọc đốt bài của theo quý khán giả Nguyễn Hạnh đang bảo là đọc cho bài nghe về bài thơ về Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh thì nó có ấy, nhưng mà
Thôi đọc vài câu đi, cho Nguyễn Hạnh hài lòng đi. Nếu Hạnh bây giờ đang mà cái bài của Nguyễn Hạnh thì tựa đề là với bài dụng cụ giản đơn, kéo, cưa, bấm, đục, dặm đường anh đi. Đúng rồi. Nói tao lại là nắng mưa cũng chẳng quản chi, người thanh niên